Quang Đẩu xin chào các bạn. Sáng hôm nay mình cũng ra ngoài mà muội xem thử tình hình của đường phố Phan Thiết là sao. Bây giờ từ TCC Palace mình sẽ đến công viên Võ Văn Kiệt. Và trên công viên này thì mình thấy cũng có một số người cũng còn đang tập thể dục buổi sáng. Còn trên cung đường này thì nói chung là vắng vẻ, thường thường là hàng buổi sáng là các cái cửa hàng bán thức ăn buổi sáng thì họ mở ra để bán buổi sáng. Cái con đường này là rất là nhiều người đi ăn sáng. Ở đây là công viên Võ Văn Kiệt, ở đối diện với cái một dãy nhà thường là bán đồ ăn sáng nhiều đó các bạn. Bây giờ mình thấy đó cũng có một số người tập thể dục, và gần nhất là bên công trình vệ sinh đó, thì mình sẽ ghé đến đây mình xem thử coi, hỏi thăm thử các cái cô này như thế nào. Ở như vậy là bữa giờ là em vẫn làm mà bình thường quá em. Ờ vậy ha. Vậy là công việc của công trình đô thị là mỗi người là đều có cái trách nhiệm là khoanh vùng khu vực để tưới cây xanh đó em. À là bình thường ha, vì là công ty không có cho nghỉ ha. Em làm ở khu vực công viên Võ Văn Kiệt ha. Các bạn thấy công viên của Võ Văn Kiệt này nói chung là xanh, sạch đẹp, những hàng cao, rồi những thẳng cỏ xanh mướt. Cho nên là hàng buổi sáng thì có những cặp đôi người ta đến đây, người ta sẽ tập thể dục, rồi người ta đánh vũ cầu, cầu lông. Cặp vợ chồng này thì không biết là hàng ngày có thường xuyên hay không, mà corona diễn biến thì họ vẫn đi tập. Và đây các bạn sẽ là thấy những cặp chân là mơn mởn đang đi trên con đường này tập thể dục đó các bạn. Đó. Mặc dù corona tình hình như vậy mà người ta vẫn đi, nhưng mà hình như là ít thôi các bạn, ít. Mặt trời cũng đã hé sáng, tập thể dục như là vắng các bạn, vắng chứ. Có lần mình đi ngang qua đây mình thấy là rất đông, đông vô kể. Corona biến cái cây này nó cũng tàn héo rồi. Đây, nhóm này là hình như là cũng thường xuyên tập đó các bạn. Trong này cũng có một số người bạn của mình đang tập đánh cầu lông ở đây. Nói chung là vì sức khỏe cho nên họ vẫn giữ cái phong độ. Corona. Những anh bạn của mình sẽ tập bình thường các anh chị. Đây là hoa hoàng anh đó các bạn, hoa trồng trên cái mùng hoa này rất đẹp, nắng buổi sáng tỏa hương. Nếu bạn nào mà đi xa Phan Thiết thì có thể về đây ghé ngang qua Võ Văn Kiệt buổi sáng tập thể dục rồi cũng tốt, rồi từ đó mình đi xuống Đồ Dương mình tắm biển luôn. Trục lộ này những ngày thường thì rất đông đó các bạn.
rất đông chứ không phải là không, tại vì đây là quán xá là ăn uống buổi sáng nhiều cà phê, và cũng chính cái trên cái trục đường này thì cái nhà của cô đó, cô 34 COVID-19 đây đó, pha lê đó các bạn, đó showroom của cô đó, đó showroom của cô 34 COVID-19 đây, nữ doanh nhân của Bình Thuận đây. Đó, cũng có góc đường này. Cái góc đường này thì nói chung là trang bị camera. Đó. Và kế đến là cũng đến doanh nghiệp vận tải Trung Nga. Đây bắt đầu. Vận tải Trung Nga cũng bắt đầu hoạt động là ngày hôm qua. Đó, bắt đầu hoạt động ngày hôm qua thôi. Chứ mấy hôm giờ cô cũng đi đồng hành là chống dịch corona. Đây là ngã tư của đường Tôn Đức Thắng với trục lộ Võ Văn Kiệt đó các bạn, đèn xanh đèn đỏ. Và cái góc này thì có cái quán cà phê Lâm Kiều. Lâm Kiều là một cái chủ tiệm vàng lớn ở thành phố Phan Thiết đó các bạn. Đấy. Cái quán cà phê này là rất đông đó các bạn. Quán cà phê này rất đông nhưng mà hôm nay là coi như là vắng, không có người luôn. Bông giấy thì đủ sắc màu rất đẹp trên cái con đường Tôn Đức Thắng này đó các bạn. Dãy đường này là quán ăn cà phê, rồi nói chung là cái dịch vụ ăn uống là rất nhiều. Đây là cái tòa lâu đài của Viettel đó các bạn, nó là đối diện của cái Lotte. Lotte thì ngay chỗ này thì có cái quán cà phê, bây giờ bữa nay là coi như dẹp cái quán cà phê này. Quán cà phê này trong những ngày corona này hình như người ta trả mặt bằng nữa, không có bán được. Đó. Bên hông này là quán cà phê nhưng mà bây giờ đã đập phá rồi, coi như trả lại mặt bằng cho cái Lotte này. Đây là vòng xuyến của đường Hùng Vương, giao lộ của Tôn Đức Thắng đó các bạn. Rồi mấy hôm ở chỗ này thì xe taxi Vina, rồi taxi Mai Linh, nói chung là khách nhiều. Giờ này thì Lotte như là không biết là có mở cửa hay không mà mình thấy là vắng vẻ lắm. Đây là trục lộ Hùng Vương. Chỗ đó là bãi đậu xe đó các bạn. Dọc theo đây thì quán ăn, quán nước, giải khát cho buổi sáng và ngay cả buổi chiều và cả ngày luôn các bạn. Con đường này thì có cái karaoke, online cafe, nói chung là cũng ít người. Còn trên đường đi như thế này thì cái chuyện là đi bình thường, mặc dù là như thế nào chăng nữa thì cũng có người đi thôi. Đối diện bên kia thì là Mr. Bean Coffee thì cũng vắng vẻ đó các bạn. Cái bóng của tôi là đi, các bạn thấy không? Tôi đạp xe đạp mà và tôi cầm cái máy đó như thế. Mình cũng ghé lại cái chỗ khu phố Phú Thủy đây. Chỗ này là cái quán bánh bánh hỏi và cháo. Buổi sáng thì thường thường là mình hay đi mua đồ ăn ở đây. Nhưng mà hôm nay mình ghé lại xem thử coi có bán không. Rồi cuối cùng là đóng cửa rồi các bạn, đóng cửa. Tại vì hai thú cưng mình nó thích ăn là cháo huyết. Và mình sẽ tiếp tục đi
trên cái đại lộ Hùng Vương này. Đó. Thưa các bạn rằng là mình là đi một công hai chuyện, chứ không phải là mình là làm YouTuber mà để mà xách xe đi từ đầu này đến đầu kia rồi quay đi quay lại, mình không có làm việc đó, cho nên các bạn phải thông cảm cho mình. Mình cũng không chửi mắng ai cả, mình cũng không nói ai cả, và đây là mình đi thực tế. Quang Đậu xin chào các bạn nha. Sáng hôm nay là Quang Đậu đi mua một cái sữa về cho hai con thú cưng. Đó, bây giờ mình đã đến quán rồi. Bây giờ mình mua sữa nha các bạn. Đây, hai đứa của nhà mình thì nó thích uống sữa cô gái Hà Lan đây. Rồi em lấy cho anh một hộp cà phê sữa luôn nha em. Cái lấy anh 5 lon bia luôn. 5 lon bia là cái này ha. Trời, bây giờ mỗi tháng mình đã 6 triệu. Trời, ở ngoài nữa. Bây cái nhà giờ nó ở chết là tôi không dám gì trọ. Hàng quán bữa nay các bạn thấy không? Bán coi như là rất ít người mua. Hàng cũng không có nữa, Sài Gòn không có về. Bây giờ mình mua xúc xích chút gì cũng không có luôn. Có rồi hả? Hôm qua anh mua là sang nó không có, bữa nay về hả? Lấy cho anh lóc luôn. Không có. Ừ, đúng rồi. Anh đưa tiền cho em chưa? Em, anh đưa tiền chưa? Dạ chưa. Rồi em lấy tờ tờ này. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, bây giờ chào các bạn, mình xin đi. À, còn hôm nay anh đẹp trai nhất nè. Nó Quang Đậu rồi, sáng nay là coi như đi qua cái đường Nguyễn Hội rồi, đi mua cơm cho hai đứa nhỏ. Hồi nãy là đi mua sữa rồi, bây giờ là tới cái quán Abon này. Abon này quán là thân chủ của mình nè. Cái quán này bán cơm gà là ăn tuyệt chiêu luôn. Các bạn mà có đi đường Nguyễn Hội thì ghé cái quán Abon này nha. Hai vợ chồng bán rất dễ thương, rất là mến khách. Mà mấy ngày hôm nay thì nói chung là bán không bằng những cái ngày bình thường, tại vì corona đó, cho nên là các anh em mình qua cái trận này là các anh em mình ghé cái quán mà nhớ là quán Abon nha các bạn. Trên đường Nguyễn Hội này rất nhiều cơm gà, cơm vịt nữa. Đó, thì hai chồng em này là bán rất dễ thương. Đó. Cho nên là các bạn, mà cái này mình không quảng cáo đâu, nhưng mà cái này có thật luôn á. Cái này có thật luôn. Đấy, coi như là mình mua cơm cho hai nó nhỏ rồi. Bây giờ mình ghé ngay chỗ đứa cháu ở đây, nó bán bánh chiên, rồi bán bánh chiên từ ngày giờ đường Nguyễn Hội nha các bạn. Bánh chiên cháu nó làm rất ngon, sạch sẽ. Rồi bây giờ mình mua hai cái rồi bỏ nó xe cho chú con. Rồi con lấy tiền giùm chú đi. Dư trả lại nha. Rồi nha, chào con nha. Rồi cố gắng bán nha, bán cho kỹ lưỡng. Ai mến mộ thì đến quán con mua. Rồi cái quán của con là ở đường Nguyễn Hội phải không? Số mấy, số nhà mấy vậy? Số nhà 130. Em này bán rất dễ thương, bán rất sạch sẽ. Đây thấy không, có nhiều khách nè, corona mà vẫn mang là khẩu trang đi mua. Rồi ok, đây nó giỏ ăn, giỏ đồ ăn của các em đây các bạn, giỏ đồ ăn của hai thú cưng của mình đó. Bánh chiên, sữa, cơm. Thú cưng mình đón, còn có cái con nhỏ kia nó quậy quá, mình cho nó vô nhà này.
Quang Đẩu xin chào các bạn nha. Sáng hôm nay là ngày 17, 18 đây. Mình cũng đi ra ngoài mình mua một ít đồ cho hai thú cưng của mình. Mà mình cũng đã về đây. Mình đi bằng cái xe của mình đây. Hôm nay là đường phố nói chung là cũng rất vắng, các hàng quán thì bán cũng bình thường, và có chỗ thì bán, có chỗ là không bán. Mình đi tìm cái thức ăn cho hai thú cưng mình mà không có. Bây giờ mình quay mình mua cơm, mua cơm rồi giờ mình về. Xin chào các bạn nha. Tình hình của Phan Thiết mình thì nó cũng hơi lắng một tí.